Kính chào quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe những câu chuyện truyện cổ tích chọn lọc. Các con ơi, đây là quyển truyện gồm 101 câu chuyện cổ tích chọn lọc rất là hay. Và cuốn sách này đã tuyển tập những câu chuyện cổ tích của Việt Nam cũng như thế giới. Ở đó các con sẽ biết được thế giới cổ tích đầy màu sắc, với những cô công chúa xinh đẹp đáng yêu, những chàng hoàng tử với những chú lùn, và với những con động vật đáng yêu và tốt bụng nữa. Mỗi câu chuyện sẽ chứa đựng những bài học về tình yêu thương, lòng dũng cảm, sự chân thành và ý nghĩa lớn. Bao gồm những câu chuyện này là niềm tin vào sự chiến thắng của lẽ phải, của chính nghĩa. Trong mọi hoàn cảnh thì chính nghĩa luôn luôn thắng bạo lực, gian tà. Tiếp xúc với những câu chuyện cổ tích như thế này thì các con sẽ phát triển được tư duy, nhân cách. Đây là quyển truyện không thể thiếu đối với các con trong quá trình khôn lớn. Cô sẽ kể cho các con nghe những câu chuyện đầu tiên với tới những câu chuyện cuối cùng của quyển truyện. Các con hãy theo dõi nhé. Và ngày hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện Sói và Bảy Chú Cừu Con. Ngày xưa, có một con cừu mẹ sinh được bảy chú cừu con. Nó rất là yêu các con của mình. Một hôm, nó vào rừng tìm thức ăn, gọi bảy con tới và nói: "Các con yêu quý ạ, mẹ phải đi vào rừng một lát. Các con nhất định phải đề phòng sói. Nếu sói vào nhà, nó sẽ ăn thịt các con đấy, chẳng bỏ lại thứ gì đâu. Tên xấu xa này thường đóng giả thành người khác, nhưng chỉ cần các con nghe thấy giọng khàn khàn của nó, nhìn thấy móng vuốt màu đen của nó, thì các con sẽ nhận ra đó là sói." Các chú cừu con nói: "Thưa mẹ, chúng con sẽ cẩn thận ạ. Mẹ cứ đi, không phải lo đâu ạ." Cừu mẹ kêu be be mấy tiếng rồi yên tâm đi vào rừng. Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa, lớn tiếng nói: "Mở cửa ra nào, các con ngoan của mẹ, mẹ của các con đã về rồi, còn mang đồ cho các con nữa." Nhưng đàn cừu con nghe thấy giọng khang khang, lập tức biết là sói tới. "Chúng tôi không mở cửa đâu, chúng tôi nghe nói cái giọng khang khang như vậy là biết sói rồi, bà không phải là mẹ chúng tôi. Mẹ của chúng tôi nói giọng dịu dàng vừa dễ nghe, còn giọng của bà rất là khàn." Thế rồi chó sói chạy đi kiếm một cục đá vôi để ăn, khiến giọng của sói trở nên mềm mại hơn. Sói quay lại gõ cửa nhà dê. Nó nhẹ nhàng nói: "Mở cửa đi nào, các con ngoan của mẹ, mẹ của các con đã về rồi, còn mang đồ cho các con nữa." Nhưng khi sói đặt cái móng màu đen xì của nó lên cửa sổ, đàn cừu con đồng thanh nói: "Chúng tôi không mở cửa đâu, mẹ của chúng tôi không có cái móng đen xì giống như bà. Bà là sói." Thế là sói chạy tới chỗ người thợ làm bánh mì. Nó nói với ông làm bánh rằng: "Chân của tôi bị thương, xin ông hãy cho tôi chút bột mì." Người thợ làm bánh liền lấy bột mì lăn qua chân sói, khiến cho móng vuốt của nó biến thành màu trắng. Kẻ xấu xa này
chạy tới nhà cừu lần thứ ba. Vừa gõ cửa vừa nói: "Mở cửa đi nào, các con ngoan của mẹ. Mẹ của các con đã về rồi, còn mang đồ cho các con nữa." Đàn cừu nói: "Bà giơ chân ra cho chúng tôi xem, để chúng tôi biết bà có phải là mẹ của tôi không." Sói thò móng vuốt qua cửa sổ, đàn cừu nhìn thấy móng màu trắng, liền tin lời nói và mở cửa ra. Nhưng nào ngờ, người vào cửa là sói. Đàn cừu vô cùng sợ hãi, vội vàng tìm chỗ trốn. Chú cừu thứ nhất chạy tới dưới gầm bàn. Chú thứ hai chui vào chăn. Chú thứ ba trốn trong bếp lò. Chú thứ tư chạy vào phòng ngủ. Chú thứ năm thì trốn trong tủ. Chú cừu thứ sáu trốn dưới chậu rửa mặt. Còn chú thứ bảy treo vào hộp đồng hồ. Sói tìm từng chú cừu non nuốt chửng vào bụng. Chỉ có chú cừu nhỏ nhất trốn trong hộp đồng hồ là không bị sói phát hiện. Sau khi ăn no, sói hả hề ra khỏi nhà dê, đến dưới gốc cây trên bãi cỏ xanh tốt nằm xuống ngáy phi phò. Chẳng bao lâu sau, cù mẹ trở về nhà. Một giọng nói khe khẽ vang lên: "Mẹ ơi, còn ở trong hộp đồng hồ." Kiều mẹ ôm đứa con bé bỏng ra ngoài. Nó kể lại với mẹ chuyện sói tới nhà ăn thịt tất cả các anh chị. Cù mẹ bèn ra khỏi nhà, thấy chó sói đang nằm dưới gốc cây. Nhìn nó từ đầu đến chân, chợt thấy trong cái bụng nhô cao của kẻ xấu xa này có thứ gì đó đang động đậy. "Trời ơi, những đứa con đáng thương của mình vừa bị sói ăn thịt, lẽ nào chúng vẫn còn sống sao?" Kiều mẹ liền tìm một cái kéo rạch bụng tên ác quỷ. Vừa rạch được một đoạn thì đầu của chú cừu con thò ra ngoài. Nó tiếp tục rạch, cả sáu chú cừu con lần lượt nhảy ra ngoài. Tất cả đều còn sống và nguyên vẹn, bởi vì con sói tham lam ấy đã nuốt chửng chúng. Chúng nhìn thấy mẹ liền ôm chầm lấy mẹ, vui sướng nhảy múa. Cừu mẹ nói: "Các con hãy tìm đá tới đây. Chúng ta phải nhân lúc kẻ xấu xa này chưa tỉnh dậy, nhét đá vào bụng nó." Bảy chú cừu non nhanh chóng bê rất là nhiều đá tới, ra sức nhét vào bụng con sói. Sau đó cừu mẹ khâu bụng sói lại mà sói không hề hay biết. Sau giấc ngủ dài, cuối cùng sói cũng tỉnh dậy. Nó tới bên giếng, cúi người xuống uống nước, nhưng cái bụng đầy đá đã kéo nó rơi tõm xuống giếng và chết đuối. Bảy chú cừu con thấy vậy liền chạy tới đó reo hò: "Sói gian ác chết rồi, sói gian ác chết rồi." Đàn cừu con vui sướng cùng mẹ nhảy múa xung quanh giếng nước. Câu chuyện sói và bảy chú cừu con của cô đến đây là kết thúc rồi. Các con ơi, hãy nhớ ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện hay từ cô. Cuối cùng tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những cái bài học lần sau.